Chào các bạn, bữa nay mình muốn nói tới một cái phương pháp kêu là Weaver dùng để tạo ra sóng SSB. Thì SSB là cái loại biến điệu mình kêu là biên độ giai tầng đơn. Có nghĩa là bình thường mình có một cái sóng mang và hai cái giai tầng, một cái thấp và một cái cao. Thì trong cái sóng SSB mình chỉ dùng một trong cái hai cái giai tầng, thì mình gọi là giai tầng đơn. Một là cái thấp hơn, hai là cái cao hơn cái sóng mang. Lý do là mình không muốn phát ra cái sóng mang và cái giai tầng kia, bởi vì cái sóng mang nó không có hữu ích gì khi mà nó đem cái công sức bỏ vào đó, công sức cao tầng bỏ vào đó. Và cái giai tầng kia thì nó cũng giống như cái giai tầng này, thành ra mình chỉ cần một giai tầng thì mình tập trung cái công sức của cái máy phát của mình vô một giai tầng thì mình có nhiều hiệu quả hơn, có thể nói là gấp 4 lần nhiều hơn. Thành ra cái đó là cái lý do tại sao người ta dùng biến điệu biên độ giai tầng đơn. Thì trong này mình nói tới ba cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất và phương pháp thứ hai thì có nhiều người hiểu. Nhưng mà cái phương pháp thứ ba gọi là Weaver, tên cái người phát minh ra đó, thì ít người hiểu. Mục tiêu của bài này là để nói về phương pháp Weaver. Nhưng mà để nói về phương pháp Weaver thì mình cũng phải nói về phương pháp thứ nhất và phương pháp thứ nhì để cho mình có trọn bộ những cái hiểu biết. Cái phương pháp thứ nhất thường thường bây giờ người ta dùng nhiều. Nhưng mà cái khó mà để dùng trong này đó là mình phải làm một cái mạch lọc băng tần, mà cái băng tần này thường thường nó rất nhỏ, chỉ chừng dài kilohertz, bởi vì cái giọng nói của mình đó nó đi từ khoảng 400 hertz cho tới khoảng 2000 mấy trăm hertz, thành ra mình không có lọc nhiều hơn là cái này. Và đồng thời lọc một cái băng tần nhỏ như vậy tại một cái tần số rất cao, chẳng hạn như vài trăm kilohertz hay là vài megahertz, thì rất là khó làm. Nhưng mà ở trong cái cách mà người ta sản xuất ra thì người ta có những cái máy móc để mà người ta làm như vậy. Trước đó, vài chục năm trước, chẳng hạn như 40-50 năm trước, thì mạch lọc mà dùng tinh thể thạch anh khó làm, nên người ta dùng cái phương pháp thứ nhì, kêu là dùng mạch trộn và tạo ra một mạch lệch pha 90 độ. Mình sẽ giải thích. Thì cái mạch này nó không dùng tinh thể thạch anh, thành ra nó tương đối nó dễ làm hơn. Nhưng mà nó cũng có cái khó của nó là mình phải làm ra một cái mạch lệch pha 90 độ cho những cái âm tầng. Những âm tầng này mình nói như chẳng hạn như từ 400 Hz cho tới 3 kHz đi, hay là 2400 Hz đi. Thì làm một mạch lệch pha 90 độ cho những cái âm tầng này thì dễ, nếu mà mình không muốn giữ cái biên độ bằng nhau mà làm lệch pha 90 độ cho tất cả những âm tầng và đồng thời giữ cho cái biên độ nó cùng một trị số thì cái đó nó rắc rối. Thành ra cái phương pháp thứ ba là một cái phương pháp dùng để bổ túc cái phương pháp thứ hai. Bây giờ mình giải nghĩa những cái phương pháp. Thứ nhất thì nó rất là đơn giản. Mình có một cái mạch gọi là mạch trộn. Thì mình trộn sóng âm tầng và cao tầng, thì mình được một cái dạng sóng có sóng mang và sóng giai tầng đơn cao hơn và thấp hơn. Thì mình chỉ áp dụng một cái mạch lọc tại cái chỗ mình lựa cái giai tầng đơn thấp hay là giai tầng đơn cao, thì mình sẽ có cái đó để mà mình xài. Thì chẳng hạn như bạn có âm tầng tại một tần số là tại 1 kHz và tại cao tầng tại 1 MHz, thì cái ngõ ra của bạn sẽ là 1 MHz cộng với lại 1 kHz, hay là 1 MHz trừ 1 kHz, và đồng thời có khi bạn cũng còn cái sóng 1 MHz nữa. Thì nếu mà bạn áp dụng cái sóng, bạn áp dụng cái mạch lọc màu đỏ đây, mà bạn chỉ dùng cho qua cái băng thông của nó là 1 kHz dưới cái 1 MHz, thì bạn có được cái sóng dưới. Thì cái sóng dưới này mình kêu là lower sideband. Lower là thấp,
sideband là băng tần đơn. Rồi, cái phương pháp thứ nhì kêu là I and Q. I là chữ in phase, tức là cùng pha. Q là quadrature, quad là 4. Thì cái này có nghĩa là nó trật pha ra 1/4 của cái chu kỳ, tức là nó trật ra 90 độ về pha. Hay là trong này mình biểu đồ mình viết số pi chia cho 2 là cái pha. Như bạn biết, cái pha mình đi một vòng tròn là 2pi, thì 1/4 nó là pi chia cho 2. Thì phương pháp này thì cũng tương đối đơn giản. Trên lý thuyết, mình dùng âm tần và mình dùng một cái sóng sóng cao tần mình trộn, thì cái tín hiệu đó mình kêu là I, tức là cái đồng pha. Rồi mình cho cái mạch âm tần mình đi qua một cái mạch, nói thì dễ nhưng làm thì có thể khó. Mạch này nó làm cho tất cả những cái sóng âm tần 400 Hz, 500 Hz, 1 kilo, 22 kilo, mỗi cái nó đều lệch pha 90 độ. Rồi mình trộn với lại một cái sóng cao tần cũng xung cùng cái sóng đó, nhưng mà nó lệch pha 90 độ. Thì mình ra có hai cái tín hiệu, một cái mình kêu là I, một cái là Q. Nếu mà mình cộng hai cái I với Q, thì mình có cái tín hiệu dai tần đơn dưới thấp. Và nếu mà mình trừ I trừ Q, thì mình có dai tần đơn ở bên trên. Thì tôi không muốn... làm phiền với hay là phí thời giờ của các bạn, nhưng mà đây là những cái công thức toán. Thì nếu mà mình nói I là cosine của AT, tức là cái tín hiệu âm tần tại tần số A, và BT, B là cái tần số cao tần, thì mình có cái dạng này. Cái này là cái công thức lượng giác mình học. Bây giờ cái Q cũng là cái hai cái mình trộn lại, tức là mình nhân với nhau. Nhưng mà cái khác là mỗi cái thành phần này nó có thêm một cái độ là 90 độ. Thì cùng công thức đưa ra, mình thấy mình cộng hai cái pi chia 2 này nó lại là thành pi. Tức là khi mà mình có cái góc cộng với pi thì cái cosine nó mình phải đổi dấu. Thì tức là thành phần này nó ra thành phần này. Còn đây thì cộng pi chia 2 trừ đi cho pi chia 2, thành ra nó trở lại nguyên thủy của nó. Thì bạn thấy cái giữa I với Q này thì cái thành phần sao giống nhau, thành phần cosine A trừ B giống nhau cùng số. Nhưng mà thành phần cosine A cộng B thì thành phần I nó có cộng, thành phần Q nó có trừ. Do đó khi mà bạn cộng hai cái lại với nhau thì hai cái này nó triệt tiêu, bạn chỉ còn cái thành phần A trừ B. Tức là đây, cái đó A trừ B có nghĩa là cái số nó ra nhỏ hơn số A. Thì các bạn đó ở đây mình có thể nói A với B nó đúng là B nó lớn hơn A, nhưng mà xí xóa nó đi để nó cũng cùng ra chỗ đó. Thì I trừ Q nó là USB. Thì đây là tôi vẽ cái biểu đồ, thí dụ đây là cái âm tần từ 0 tới 2 kHz. Còn đây khi mà mình đã trộn nó ra rồi thì mình có được một cái ở cái hình này là upper sideband, còn hình này là lower sideband. Ở đây, chính giữa này là tần số cao tần, nhưng mà cái sóng ngang này nó đã bị loại bỏ từ trước rồi. Bây giờ mình nói tới cái phương pháp Weaver. Phương pháp Weaver này nó, trước khi mình nói tới đó thì nhắc lại, khi mà mình muốn làm cái bộ lệch pha cho những cái tần số âm tần trong khoảng từ vài trăm Hz đến vài kHz mà mình giữ cùng một cái biên độ, tức là amplitude đó, thì rất là khó. Thành ra cái cách của ông Weaver đó nó đơn giản hơn. Thay vì mà biến lệch pha những cái âm tần thì ông giữ cái âm tần giống y nhau. Ông dùng một cái nữa kêu là trung tần, thì tạm hiểu là một cái tần số chính giữa đi. Thì cái trung tần này ổng sẽ làm lệch pha cho nó. Thành ra khi mà ổng đưa vô cái mạch trộn thứ nhì thì cũng giống như cái mạch ở trên này, bạn cũng sẽ ra cái thành phần I và Q, và bạn cũng sẽ có ra cái thành phần lower sideband và upper sideband. Thì thay vì mình phải làm lệch pha những tần số âm tần, ổng chỉ cần làm lệch pha của tần số trung tần. Nhưng mà bởi vì cái rắc rối là khi mà mình nhân cho cái tần số trung tần thì mình có ra hai cái
một cái dây tầng đơn, một cái dưới và một cái trên, thì mình phải lọc bỏ một cái trước đi. Mà cái cách lọc bỏ nhiều hữu hiệu nhất là mình lọc dùng những mạch lọc ở tại tần số âm tầng. Bởi vì cái cách lọc đó bạn có thể dùng những cái mạch chỉ có động điện và điện trở. Tôi có một cái bài khác đã nói về cái mạch lọc dùng điện chuyển và động điện và điện trở. Thì khi mà mình lọc ở cái tần số âm tầng, mình làm có thể rất là hữu hiệu. Nếu mà mình lọc tại một tần số trung tầng, chẳng như vài chục kilohertz, thì mình cũng trở lại cái vấn đề cái mạch lọc của mình khó như trong cái phương pháp thứ nhất. Thành ra ông Weaver dùng một cái tần số kêu là trung tầng, nhưng mà nó ở chính giữa của cái băng tầng của cái âm tầng của mình. Chẳng hạn như âm tầng của mình là từ 0 cho tới 2 kilohertz, thì ông để cái tần số trung tầng của ông là ở tại 1. Làm như vậy để chi? Để khi mà ông ra khỏi cái mạch trộn thứ nhất á, thì ông có hai cái dây tầng đơn tại 1 tới 2. Đúng ra là tại 1 tới 3, xin lỗi. Cái này là số 3. Và từ 1 cho tới trừ 1. Thì khi mà ông lọc, ông chỉ dùng một cái filter, tức là một mạch lọc, thì ông sẽ loại bỏ thành phần này. Thì ông chỉ còn một cái dây tầng đơn từ trừ 1 tới cộng 1. Khi đó, ông mới trộn với cái tần số cao tầng, thì ông sẽ ra được một cái, hoặc là I cộng Q thì ông được cái lower sideband, hay là I trừ Q thì ông được là upper sideband. Thì cái đó là cái nguyên tắc của ông Weaver. Rất là hay ở cái chỗ là thay vì mình phải làm lệch pha rất nhiều tần số âm tầng, mình chỉ làm lệch pha có một tần số trung tầng, và mình dùng cái cách lọc để mà mình loại bỏ cái dây tầng kia trước khi mình trộn với lần cái cao tầng lần thứ nhì. Hy vọng cái phương pháp này đã được hiểu, và các bạn cứ cho ý kiến hay hỏi nếu mà bạn cần giải thích thêm. Cảm ơn các bạn đã đi đến đây.